lại là chuyên mục giới thiệu sản phẩm, đặc biệt là các dòng loa siêu chất lượng. Logo lần này đến từ hãng Canayo với model là KB306. Thùng loa được làm bằng gỗ ép sơn gai kết hợp với lớp sơn đen huyền, tỏa ra khí chất sang trọng, mạnh mẽ. Đi kèm theo đó là lớp lưới bên ngoài có lớp sơn vàng tĩnh điện giúp chống chày và chống rỉ. Bên trong lưới bao gồm một bass 30cm và một chép còi, nâng công suất lên đến tận 650W, rất phù hợp cho các buổi tiệc sinh nhật, picnic và đi du lịch. Đi kèm với sản phẩm là hai micro không dây cao cấp với một dây sạc, bản điều khiển âm thanh ở ngay bên cạnh loa, thuận tiện cho việc chỉnh sửa âm thanh. Trong bản này có màn hình mini, bass, chép, công tắc, các cổng kết nối với thiết bị có dây, vô cùng đầy đủ các chức năng. Lưu ý khi sử dụng, mọi người không tháo rời các ốc vít. Nếu loa có vấn đề hay hư hỏng, xin liên hệ với dịch vụ bảo hành để được kiểm tra và sửa chữa một cách tốt nhất. Thời hạn bảo hành sẽ là 12 tháng, sản phẩm có thể sử dụng từ 5 đến 6 tiếng và sạc từ 3 đến 4 tiếng. Và xung quanh loa sẽ có những chỗ để tay cầm nắm kết hợp với 4 bánh xe xịn sò giúp di chuyển dễ dàng hơn. Nếu mọi người có nhu cầu tham khảo hoặc muốn xem hàng trực tiếp, hãy follow và comment nhé. Hẹn mọi người ở các clip sau.